Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài dự thi của mình. Lần này, mình sẽ không đọc đoạn trích trong một quyển sách mà sẽ đồng phần giới thiệu ở phần sau sách. Mời các bạn cùng lắng nghe. Một, tác phẩm Tôi có quyền hủy hoại bản thân, tác giả Yong Ha Kim. Tiểu thuyết ngắn này được dẫn dắt bởi một người dẫn truyện không tên, như một bóng ma ám theo những cư dân bị tổn thương và lạc lối của cuộc sống đô thị. Mời chào họ tìm đến sự an nơi cái chết. Hai anh em Si và Khay cùng yêu một cô gái tên Seyon, cô gái Hồng Kông từng làm nghề minor canh kỳ lạ. Nữ nghệ sĩ trình diễn chưa một lần cho phép ai được ghi hình. Dòng chảy cuộc đời họ có thể giao nhau, có thể không, nhưng sự tồn tại của họ trong suốt cái trang sách này chưa từng ngưng thống khổ. Bằng một thứ văn chương mơ màng và đậm chất cine, gợi tình và uể oải, Yong Ha Kim đã viết về cuộc vật lộn vô vọng để tìm kiếm mối liên hệ của cá nhân và thế giới nơi họ sống, về nỗi tuyệt vọng dưới hình hài sự chán chường, sự giải thoát được sinh ra từ hủy diệt, về cái chết trở thành một phần của sự sống. Để rồi, đến khi tự hình, tôi có quyền hủy hoại bản thân, thực sự là một hư cấu không mấy dễ đọc, không mấy dễ chịu, nhưng đầy sức ám ảnh với những ai kiếm tìm điều gì đó nằm bên ngoài ánh sáng và niềm hân hoan đơn thuần. Hai, tác phẩm Người tình, tác giả Marguerite Duras. 15 tuổi rưỡi, đang là lúc qua sông. Bắt đầu như thế, hồi ức vấn vít của một thiếu nữ da trắng khi nàng qua sông Mê Công trên một con phà và thấy tiến lại gần nàng một người tình lúc đó đã run rẩy sẵn ở trong lòng, một anh chàng người Hoa giàu có. Người siêu nàng bằng một mối tình đặc biệt, vừa yếu đuối, vừa mạnh mẽ, vừa cam chịu, vừa bền bỉ, vừa đau đớn, vừa tràn đầy khoái lạc, vừa bộc phát như nhục cảm vừa khai mở, vừa ám ảnh như định mệnh đã sắp sẵn. Tình cũ thời ám ảnh, người tình là câu chuyện ám ảnh mà Marguerite Duras đã như gói ghém quá khứ của mình, một thiếu nữ lớn lên ở xứ Đông Dương những năm 1930. Đoạt giải thưởng Goncourt năm 1984, Kiệt tác Người tình của Marguerite Duras, một trong những gương mặt quan trọng của văn chương Pháp, là một bestseller quốc tế, đã bán trên 2,4 triệu bản, được dịch ở 36 quốc gia. Người tình được coi là một niềm tự hào của văn học Pháp, được các nhà phê bình trên toàn thế giới ca ngợi kể từ khi xuất hiện vào năm 1984. Cần phải đọc những đoạn hay nhất trong Người tình cho cao giọng, ta sẽ cảm nhận tốt hơn nhịp điệu, sự nhấn nhá, cái hơi thở thầm kín của văn xuôi, những bí mật tinh tế của nhà văn. Ngay từ những dòng đầu tiên của truyện, đã rạng ngời nghệ thuật và tài khéo léo của Duras. Sự tự do của bà, sự thách thức của bà, những cuộc chinh phục suốt 30 năm để đạt tới cái ngôn ngữ dịu nhẹ, trung tính, gấp gáp và đầy ám ảnh này nữa. Cái ngôn ngữ có khả năng nắm bắt tất cả các sắc thái và đuổi kịp tốc độ chính xác của suy nghĩ và những hình ảnh. Một chủ nghĩa hiện thực cực điểm. Ta nhìn được dòng sông, ta nghe thấy những âm thanh của chợ lớn sau lớp cửa chớp trong căn hộ độc thân của anh chàng Hoa. Và cùng lúc là một dạng của giấc mơ được đánh thức, của cuộc sống được mơ mộng, một ác mộng của cuộc đời. Loại văn xuôi không giống bất kỳ nơi đâu này mang đến một hiệu quả tuyệt diệu. Sự hiện đại, chân thật và những độc đáo của nó đều phi thời, ở ngoài mọi phong cách, mọi kiểu mẫu. 3. Tác phẩm Đại Mạc Giao, tác giả Đồng Hoa. Lớn lên giữa bầy sói, Ngọc Cẩn cứ ngỡ mình giống như Lan Huynh, cũng là một con sói. Nhưng rồi, định mệnh đưa đẩy, giữa đại mạc mênh mông, cô đã gặp hai người con trai, một nhu hòa như trăng sáng, một ngạo nghễ như gió hoang. Như một chú sói cứ mãi đuổi theo vầng trăng vằng vặc, Ngọc Cẩn đã dành hết tâm tư ngóng vòng về Mạnh Cửu, người con trai để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Từ Đại Mạc về Trường An, từ Lạc Ngọc Phường đến Thạch Phản, từ thương trường đến cung đình, từng lời cô nói, từng việc cô làm, tất cả đều vì người đó. Nhưng vầng trăng giữa trời vốn chẳng của riêng ai, chú sói cứ mê mải đuổi theo vầng trăng mà quên mất bên cạnh nó vẫn luôn có ngọn gió âm thầm làm bạn. 4. Tác phẩm
Hãy nghĩ tới một con số. Tác giả John Verden. Bạn nghĩ tới một con số tự nhiên không quá 1.000. Xác suất để ai đó đoán được con số của bạn chọn là bao nhiêu? Chỉ có 0,001%. Không quá khó phải không? Đến lần thứ hai, khi người đó lại tiếp tục đoán được con số bất kỳ mà bạn nghĩ tới trong đầu. Xin nhấn mạnh là bất kỳ, nghĩa là xác suất về lý thuyết là bằng không, thì không còn ngạc nhiên, thích thú ban đầu nữa. Bởi chính là nỗi sợ hãi và hoảng loạn, khi kèm theo đó là những lời đe dọa trừng phạt những sai lầm trong quá khứ của bạn. Đó là những gì mà Mark Morelli, giám đốc viện đổi mới tâm linh đã trải qua, và rồi đột nhiên bị giết trong một vụ án mà hiện trường của nó cũng bí ẩn như khả năng đoán số nọ. Bắt đầu từ đây, Dave Gurney, người bạn cũ của ông ta, lên đường giải mã bí ẩn. Một kế hoạch khủng khiếp và một động cơ đầy bi kịch đã dần hé lộ. Sự cuốn hút và cảm giác trọn vẹn tràn ngập, Verdon đã chơi đùa với nỗi sợ hãi sâu xa nhất, nguyên thủy nhất của chúng ta, khắc họa một tên sát nhân dường như có khả năng nhìn thấu tâm trí người khác. Nhận xét của Joseph Fider, tác giả Vanish. Đến đây là hết. Rất cảm ơn sự lắng nghe của các bạn.